Xin chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin livestream trên fanpage dự báo thời tiết VTV ạ. Hôm nay thì Việt Hà sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay nhé. Xin chào những quý vị khán giả đầu tiên. Xin chào bạn Thiện Thành, bạn Hoàng Long. Hiện giờ thì cũng đã là khoảng gần 7 rưỡi rồi. Không biết là các quý vị chúng ta đang làm gì ạ? Xin chào bạn Đỗ Ngọc Hơn. Xin chào bạn Long Sơn. Một lát nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình cụ thể thời tiết của các tỉnh thành phố nhé. Vâng, xin chào bạn Thanh Xuân Đỗ ạ. Xin chào bạn Nguyễn Tín. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả ba miền trước. Và hiện giờ thì một trong những thông tin mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều quan tâm đó chính là tình hình của cơn bão số 1. Thì dự báo là cơn bão này vẫn đang tiếp tục mạnh lên và chiều nay thì bão đã lên đến cấp 10, giật cấp 13 rồi ạ. Dự báo là trong 24 giờ tới thì cường độ bão sẽ đạt ở mức cực đại, tức là cấp 12 và giật cấp 15 ạ, trước khi quét qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Và sau đó thì bão sẽ bắt đầu hướng vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và cường độ lúc này thì dự báo là vẫn sẽ mạnh, cấp 11 và giật cấp 14 ạ. Đến ngày thứ ba thì bão sẽ di chuyển vào khu vực đất liền Bắc Bộ và gây ra gió mạnh cũng như là mưa lớn đấy ạ. Và cụ thể thì trên đất liền, mưa lớn cũng như là gió mạnh thì sẽ xảy ra vào sáng sớm của thứ ba tuần sau ạ. Khả năng là sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13 đấy ạ, ở vùng ven biển Quảng Ninh cho tới Nam Định. Còn với khu vực sâu hơn ở trong đất liền ở Đông Bắc Bộ thì sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9. Và quý vị lưu ý là với sức gió này thì hoàn toàn có thể làm gãy đổ cây cối này, tốc mái nhà hay là làm sập các công trình mà không kiên cố. Chính vì vậy nên là quý vị nhớ là tranh thủ thời gian, có thể là chúng ta chẳng chống gia cố lại nhà cửa, mái tôn, mái nhà này, hoặc là chặt tỉa bớt các cành cây cao nhé. Và quý vị lưu ý là rất lâu rồi thì miền Bắc cũng mới đối diện với một cơn bão có sức mạnh như thế này. Thế nên là chúng ta không được chủ quan trong việc ứng phó với cơn bão này nhé. Và bên cạnh gió mạnh thì mưa lớn cũng sẽ là một vấn đề mà mình nghĩ là đáng lưu tâm đấy ạ. Thứ ba khả năng sẽ là cao điểm mưa ở khu vực miền Bắc. Tại các thành phố lớn như là thủ đô Hà Nội thì sẽ khả năng cao là sẽ có ngập úng ạ. Còn ngoài ra thì vùng núi cũng cần phải chú ý tới lũ quét và sạt lở đất. Vâng, nhưng mà trước khi chịu ảnh hưởng của bão vào ngày thứ ba thì ngày mai ở miền Bắc vẫn sẽ có nắng nóng ạ. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố sẽ trong khoảng từ 35 đến 37 độ và có nơi sẽ có nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Còn với khu vực Trung Bộ thì nắng nóng cũng sẽ duy trì sang cả ngày mai. Quý vị lưu ý là ở Trung Bộ thì ngày mai vẫn sẽ có nắng nóng ạ. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ là trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Còn với Quy Nhơn, Phan Thiết thì khoảng từ 32 đến 34 độ. Nhìn chung là hầu hết các thành phố thì đều nóng, nhất là vào tầm trưa và đầu giờ chiều. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn sẽ tiếp diễn có mưa dông trên diện rộng và dự báo có nơi mưa rất to đấy ạ. Những quý vị nào ở vùng núi khu vực Tây Nguyên thì lưu ý là có thể sẽ có sạt lở đất và ngập úng đấy ạ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trên cả ba miền và giờ thì mình sẽ điểm qua comment để có thể cập nhật cụ thể tình hình thời tiết tới cho các quý vị nhé. Vâng, bạn Long Sơn có hỏi là thời tiết ở tại Bắc Cạn. Ở Bắc Cạn thì ngày mai vẫn có nắng nóng gay gắt ạ. Đêm nay trời không mưa với nhiệt độ cao nhất ngày mai là 37 độ ạ. Vâng, bạn Đỗ Ngọc Hơn có hỏi là thời tiết ở tại Thanh Hóa. Ở tại Thanh Hóa thì dự báo là ngày mai cũng sẽ vẫn có nắng nóng gay gắt ạ. Ban ngày thì có nắng nóng gay gắt, còn đêm nay khả năng sẽ có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là 37 độ nhé. Vâng, bạn Nguyễn Tiến có hỏi là thời tiết ở tại Ninh Bình. Ở Ninh Bình thì đêm nay cũng có lúc có mưa rào và dông ạ. Còn ngày mai thì có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Ninh Bình là 37 độ ạ. Vâng, bạn Nguyễn Lương Minh ở Hà Nội thì khả năng là sẽ có mưa to dồn dập vào ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của tuần sau ạ.
Những quý vị nào ở Hà Nội hoặc là có lịch trình tới Hà Nội thì lưu ý là ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 khả năng sẽ có mưa lớn. Vâng, bạn Đỗ Hữu Thức có hỏi thời tiết ở tại Thanh Hóa. Thanh Hóa thì vừa nãy mình cũng có cập nhật rồi, đó là ngày mai vẫn có nắng nóng gay gắt ạ. Vâng, bạn Ngọc Cường có hỏi thời tiết ở tại Hải Phòng. Ở Hải Phòng thì ngày mai vẫn có nắng nóng gay gắt ạ. Đêm nay thì khả năng sẽ có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hải Phòng thì vẫn khá cao, 37 độ ạ. Vâng, bạn Tập Nguyễn có hỏi là thời tiết ở tại Yên Bái. Ở Yên Bái thì đêm nay trời không mưa đâu ạ, ngày mai thì vẫn có nắng nóng với nhiệt độ khá cao, 36 độ ạ. Vâng, bạn Nguyễn Yến Linh có hỏi là thời tiết ở tại Nha Trang. Ở Nha Trang thì ban ngày ngày mai trời vẫn có nắng ạ. Vâng, bạn Mèo Nguyễn là tình hình thời tiết ở tại Pleiku thì chiều mai có lúc có mưa rào và dông ạ. Khả năng là đêm nay cũng sẽ có mưa đấy ạ. Đêm nay và chiều mai khả năng có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tại Pleiku thì khoảng là 24 độ thôi ạ. Vâng, bạn Ngọc Cường ơi, ở Hải Phòng thì ngày mai vẫn có nắng nóng ạ. Vâng, bạn Nguyễn Trường Oanh có hỏi là thời tiết ở tại Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn thì ngày mai cũng sẽ có nắng nóng đấy ạ. Đêm nay trời không mưa, với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Lạng Sơn là 35 độ ạ. Vâng, bạn Đào Hải, mong là qua những thông tin mà mình cập nhật cho bạn về bão thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể được đón cơn bão sắp tới nhé. Quý vị lưu ý mốc thời gian sẽ là ngày thứ 3 ở miền Bắc sẽ có mưa lớn. Vâng, bạn Dương Kỳ có hỏi là thời tiết ở tại Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh thì ngày mai cũng có nắng nóng ạ. Đêm nay khả năng có lúc có mưa rào và dông. Ngày mai thì vẫn có nắng nóng nhiệt cao là 36 độ ạ. Vâng, bạn Đạt Nguyễn cũng như là bạn Nham Vi đều hỏi là thời tiết ở Bắc Giang. Ở Bắc Giang thì đêm nay khả năng là có lúc có mưa rào và dông. Còn ngày mai thì vẫn có nắng nóng gay gắt ạ, với nhiệt độ cao là 37 độ. Vâng, bạn Nguyễn Thị Minh Huệ có hỏi thời tiết ở tại Hưng Yên. Ở Hưng Yên thì ngày mai vẫn có nắng nóng gay gắt ạ, với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hưng Yên là 38 độ. Quý vị lưu ý là tại Hưng Yên ngày mai nhiệt độ có thể lên tới là 38 độ nhé. Vâng, bạn Trần Hoa có hỏi là thời tiết ở tại Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk thì các bạn lưu ý là đêm nay và chiều ngày mai cũng có mưa rào và dông đấy ạ. Ở Đắk Lắk các bạn lưu ý là đêm nay cũng như là chiều mai khả năng có mưa rào và dông. Vâng, bạn Lê Khánh Vân có hỏi thời tiết ở tại Hội An. Hội An thì đêm nay trời không mưa, ngày mai vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là 35 độ ạ. Vâng, xin chào bạn Linh Nguyễn. Bạn Linh Nguyễn có hỏi thời tiết ở tại Mộc Châu. Ở Mộc Châu ngày mai thì dự báo là ban ngày trời có nắng ạ, đêm nay không mưa với nhiệt độ cao nhất là 31 độ ạ. Vâng, ở Hà Giang thì ban ngày trời cũng có nắng nóng gay gắt ạ. Đêm nay trời không mưa với nhiệt độ cao nhất ngày mai là 38 độ ạ. Vâng, với những quý vị nào mà ở Huế thì lưu ý là đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Còn ngày mai thì trời vẫn có nắng nóng với nhiệt độ là 36 độ ạ. Vâng, bạn Hà Yến, thời tiết ở Tuyên Quang như thế nào? Ở Tuyên Quang thì đêm nay trời không mưa và ngày mai sẽ có nắng nóng gay gắt bạn ạ. Nhiệt độ cao nhất ở Tuyên Quang sẽ trong khoảng là 37 độ ạ.
Vâng, bạn Huyền My, đêm nay thì Hà Nội dự báo là chưa có mưa đâu ạ. Vâng, với những quý vị nào ở Lào Cai thì cũng lưu ý là ngày mai vẫn có trạng thái là ban ngày trời có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ là 38 độ ạ. Vâng, bạn Nguyễn Công có hỏi là thời tiết ở tại Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn thì ngày mai cũng có nắng nóng đấy bạn ạ. Đêm nay dự báo là trời không mưa đâu, ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Lạng Sơn là 35 độ ạ. Vâng, bạn Ngọc Châu có hỏi là thời tiết ở tại Hạ Long, Quảng Ninh thì đêm nay có lúc có mưa rào và dông, còn ngày mai thì vẫn có nắng nóng với nhiệt độ là 35 độ ạ. Vâng, bạn Phạm Kiều Anh ở Thanh Hóa thì ngày mai vẫn có nắng nóng gay gắt ạ. Đêm nay thì có lúc có mưa rào và dông, còn ban ngày thì trời vẫn có nắng gay gắt với nhiệt độ là 37 độ. Không biết là có quý vị khán giả nào mà mình bỏ lỡ comment chưa nhỉ? Nếu quý vị nào mà mình chưa trả lời comment thì hãy tiếp tục comment nhé. Vì là Facebook có thể là sẽ bị ẩn đi vài comment của những bạn mới xem ấy. Vâng, bạn nào Nguyễn Thanh Chí có hỏi là thời tiết ở tại Ninh Bình. Ở Ninh Bình thì ngày mai cũng có nắng nóng gay gắt ạ. Đêm nay thì khả năng sẽ có mưa rào và dông. Ở Ninh Bình ngày mai thì nhiệt độ vẫn khá cao đấy ạ, là 37 độ. Vâng, bạn Nguyễn Thị Mến có hỏi là thời tiết ở tại Thái Bình. Ở Thái Bình, những quý vị nào ở Thái Bình thì lưu ý là ngày mai vẫn có nắng nóng gay gắt ạ. Đêm nay khả năng sẽ có mưa rào và dông, còn ngày mai thì có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao là 37 độ ạ. Vâng, với những quý vị nào ở Lâm Đồng thì cũng lưu ý là đêm nay và chiều mai khả năng sẽ có mưa rào và dông nhé. Ở Phan Thiết thì mình cũng thấy là dự báo ban ngày trời có nắng nhưng mà đến chiều tối khả năng sẽ có mưa rào và dông đấy ạ. Vâng, bạn Hiếu Trung có hỏi là thời tiết ở tại Nam Định. Ở Nam Định thì ngày mai vẫn có nắng nóng gay gắt ạ. Đêm nay khả năng sẽ có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Nam Định là 37 độ đấy bạn ạ. Hà Nội thì dự báo là đêm nay trời không mưa đâu ạ. Ngày mai sẽ có nắng nóng gay gắt. Với nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội ngày mai là 38 độ ạ. Vâng, vừa rồi thì cũng là những thông tin thời tiết đáng chú ý của các tỉnh thành phố mà mình muốn gửi tới quý vị. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật lại một lần nữa các thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả ba miền để những quý vị có vào sau thì vẫn có thể nắm được nhé. Vâng, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 thì khả năng là mưa lớn và gió mạnh sẽ xảy ra từ sáng sớm của thứ ba tuần sau. Nhưng quý vị ở miền Bắc lưu ý mốc thời gian là vào sáng sớm ngày thứ ba tuần sau khả năng sẽ có mưa lớn và gió mạnh. Ở vùng ven biển Quảng Ninh cho tới Nam Định thì khả năng sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Còn sâu hơn ở trong đất liền, ở khu vực Đông Bắc Bộ thì có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Và quý vị lưu ý là với sức gió này thì hoàn toàn có thể làm gãy đổ cây cối này, tốc mái hay là làm sập các công trình mà không kiên cố. Và rất lâu rồi thì miền Bắc mới có một đợt bão mà có sức ảnh hưởng đến như vậy, thế nên là quý vị không được chủ quan trong việc ứng phó với cơn bão sắp tới nhé. Và bên cạnh gió mạnh thì mưa lớn cũng là một vấn đề khá là đáng lưu tâm. Thứ ba, dự báo sẽ là cao điểm mưa ở miền Bắc và khả năng là các thành phố lớn như là thủ đô Hà Nội thì sẽ xảy ra tình trạng ngập úng ạ. Ngoài ra thì lũ quét và sạt lở đất cũng có khả năng xảy ra ở vùng núi. Quý vị ở miền Bắc lưu ý là khả năng là thứ ba sẽ là cao điểm mưa và mưa lớn thì có thể kéo dài đến thứ năm đấy ạ.
Còn trước khi chịu ảnh hưởng của cơn bão vào ngày thứ ba thì dự báo là ngày mai, ngày đầu tuần, miền Bắc vẫn sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Với khu vực Trung Bộ thì nhìn chung là ngày mai vẫn sẽ có nắng nóng duy trì trên diện rộng. Các thành phố từ Thanh Hóa xuống tới Quảng Ngãi trong khoảng là từ 35 đến 37 độ, còn Quy Nhơn Phan Thiết là từ 32 đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng có mưa dông về chiều tối. Khả năng là có những điểm mưa rất to, có thể gây ra sạt lở đất ở vùng núi Tây Nguyên hay là ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị. Trong cơn dông thì quý vị cũng cần đề phòng với gió giật và sấm sét nguy hiểm có thể đi kèm. Vâng, vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà mình muốn gửi tới cho quý vị khán giả ngày hôm nay. Mong là với những thông tin vừa rồi thì quý vị chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng các phương án để ứng phó với cơn bão sắp tới, cũng như là phổ biến cho người thân và bạn bè để có thể có những sự chuẩn bị tốt nhất về lịch trình, cũng như là có thể là mua dự trữ sẵn các đồ thực phẩm thiết yếu. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng với mình trong bản tin livestream ngày hôm nay nhé. Tạm biệt quý vị.